Xin chào quý vị và các bạn. Trong cuộc sống hiện đại và phát triển, nhiều gia chủ đã lựa chọn cho mình sống tại một căn hộ rất là khang trang và rộng rãi. Bên cạnh những nội thất cũng như là kiến trúc sang trọng thì nhu cầu để có một sân vườn đó là điều tất yếu. Tuy nhiên thì nhiều gia chủ thì mới chỉ được chú ý đến tính năng cũng như là thẩm mỹ mà không để ý đến phong thủy của nhà vườn. Vậy ngày hôm nay thì chương trình sẽ giới thiệu đến cho quý vị các bạn làm sao để biết rằng là một sân vườn có đúng phong thủy, thì xin mời cùng gặp gỡ với chuyên gia Song Hà. Do cái mặt bằng của mỗi gia đình sẽ có cái điều kiện là do địa hình mà sẽ có thể là sẽ làm cái không gian, cái sân vườn nó ở phía mặt tiền nhà hoặc là mặt hậu nhà hoặc là ở khu vực phía hông của nhà. Thì tuy nhiên nó có những cái điều mà chúng ta cần phải nhớ, đó là đối với phong thủy ấy, thì khi bố trí khoảng không gian sân vườn cân đối với nhà ở ấy, thì nhớ rằng là nó phải bổ trợ cho nhà ở. Có nghĩa là gì? Là phải luôn luôn chú ý đến cái phương tọa của ngôi nhà. Thì trong phong thủy sẽ quy ra phương tọa theo các ngũ hành, đó là nhà có phương tọa bắc là thuộc thủy, thì khi có tọa bắc hướng nam thì cái tiểu cảnh sân vườn sẽ khuyến khích các yếu tố thuộc thủy là một. Thứ hai nữa là tiểu cảnh sân vườn đó nó sẽ có những cái hình thái mang những cái biểu tượng mềm mại như là hình rích rắc, hình uốn lượn hoặc những cái cây mà nó có cái thủy sinh. Vâng, và để hiểu rõ hơn về phong thủy sân vườn tốt như thế nào trong ngôi nhà của bạn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ứng dụng cụ thể của một sân vườn của một gia chủ nhé. Vâng, khi vào sân vườn của gia chủ này thì tôi thấy là rất là nhiều loại cây đúng không ạ? Thì bây giờ chuyên gia phong thủy thì có vẻ là chia sẻ xem là những cái cây nào mà mình có thể dùng trong sân vườn mà có thể là vừa kích hoạt tài lộc cũng như là sức khỏe cho gia chủ ạ? Chúng ta cần phải lưu ý là ngay cái việc mà chúng ta bố trí các hệ thống cây ở trong không gian cái sân vườn ấy, thì nhớ là từ trong nhà nhìn ra sẽ phân biệt ra phía bên tay trái là thanh long, phía bên tay phải tính từ trong nhà nhìn ra được gọi là bạch hổ. Và cái nguyên tắc ấy, một là cây của thanh long và bạch hổ cao bằng nhau thì là đang đối. Hai là chúng ta phải sử dụng theo nguyên tắc của phong thủy. Nữa là cái nguyên tắc là cây ở bên thanh long bao giờ cũng đồ sộ và cao hơn cây ở bên bạch hổ. Tức là cây ở bên tay trái thì sẽ cao và đồ sộ hơn cây ở bên tay phải. Những loại cây có gai được phép tạo thành hàng rào bảo vệ ở phía trước nhưng lại không được phép để ở ngay cái hệ thống cửa chính hoặc cổng chính ra vào. Tức là có thể để ở ngoài mặt tiền để tạo thành hệ thống hàng rào, ví dụ như cây xương rồng rắn này, rồi cây thanh long này, nhưng nó sẽ không được phép để sát ngay ở cái hệ thống trụ cổng hoặc là trụ cửa hoặc là hai bên cửa chính, hai bên cổng chính khi ra vào. Vì cái điều đó thì nó sẽ không chỉ, tức là về bản chất nó có tính phòng vệ và bảo vệ, nhưng do là chúng ta lại không lưu ý rằng là không nên để sát ở hai bên cổng chính và cửa chính thì nó sẽ có những cái xung xạ đối với cả bản thân những thành viên trong gia đình. Về vấn đề tài lộc thì bao giờ là cây cũng phải đi với nước. Tức là thường trong cái câu chuyện kết quả tài lộc là cây phải là cây thủy sinh. Và những cây này nó sẽ phải ở những cái phương vị phù hợp. Ví dụ như là nhà tọa bắc hướng nam thì sẽ kích hoạt tài lộc cây đặt ở các khu vực phía tây và phía tây bắc, và là những cây thủy sinh. Nhà tọa tây hướng đông thì lại tây hướng đông và tọa tây bắc hướng đông nam thì lại đặt những cây thủy sinh đó ở khu vực phía bắc. Những ngôi nhà mà tọa đông bắc hướng tây nam thì đều cùng đặt những loại cây không phải là cây thủy sinh. Lúc này cây kích hoạt tài lộc lại lúc này lại chỉ cần là cây trồng cạn, không cần có nước, và là những cây mà ra hoa màu đỏ hoặc hay có lá màu đỏ thì để ở khu vực phía nam để mà hoạt hóa cái vấn đề tài lộc. Tiếp theo là chúng ta cũng phải rất lưu ý đến cái câu chuyện về cái hình thái của cây cối. Chúng ta có thể sử dụng những cây thuộc âm. Thế nào gọi là cây thuộc âm? Là những cây mà có hình thái mềm mại, uyển chuyển và hay phải gần với cả hồ nước. Và những cây thuộc dương là những cây mà có hình thái cứng cáp, vươn lên, và cây cối tươi, tức là nó đều tươi xanh nhưng nó là cái thế vươn lên và thường có rễ và thân cây vững chãi, vững chắc. Lưu ý là vào mùa xuân thì mai đào thành chậu, tức là bưng thành chậu nhé, để ra ngoài mặt tiền thì ổn. Nhưng khi mà đã qua mùa xuân rồi thì mai đào nó bắt đầu nó rụng hoa, rụng lá, nó bắt đầu ra quả thì lại phải chuyển nó sang bên hông hoặc về hậu, chứ không để
cây mai, cây đào cố định ở phía trước thì nó thông thường nó sẽ có những cái ảnh hưởng không tốt về vấn đề tình cảm hôn nhân trong gia đình. Cái điều này là chúng ta phải rất lưu ý. Tiếp theo, ví dụ những gia đình mà cầu tự ấy, mà cầu con cái thì người ta có thể sử dụng những cây như cây đinh lăng là một này, trồng chủ yếu bên thanh long bên tay trái và trồng ở phía hậu nhà. Còn cây vú sữa thì cũng nên trồng ở phía bên tay phải từ trong nhà nhìn ra. Tức là những một số những cây được gọi là những cây kích hoạt tử tức để giúp cho các gia đình cầu tự. Còn những cái ai mà lại thích chơi cây để mà kích hoạt về tình cảm cũng như là dễ có đôi có lứa thì sẽ nên sử dụng các cái loại cây, ví dụ như là có thể là trồng những cái loại cây mà nó có những màu sắc như màu hồng, màu tím, ra hoa. Cây phải ra hoa thì mới sử dụng để mà kích hoạt đào hoa được, để giúp cho cái đào hoa được may mắn. Thì nó sẽ luôn luôn hay để ở khu vực phía tây nam, từ tính từ tâm của mặt bằng nhìn ra thì sẽ có thể đặt những cái cây như cây hoa hồng này, rồi đặt những cây như cây hoa mẫu đơn này, rồi mẫu đơn đỏ, mẫu đơn vàng đều được. Khi quan sát những cái căn hộ to ấy, thì tôi thường thấy rằng là gia chủ từng trồng những cái cây rất là to. Thứ nhất là cũng để cho là che chắn cho ngôi nhà của chúng ta được mát ấy ạ. Thì không biết được là hỏi chuyên gia xem là đấy là đã đúng phong thủy chưa và có cái lưu ý gì không ạ? Chúng ta chỉ nên là cây có kích cỡ to, nhưng mà nó phải là cây chưa được quá nhiều năm, thì hẳn mang về để bên thanh long bên tay trái, nhưng không phải là cây lại đi để vào giữa cửa hoặc là giữa mặt tiền nhà thì không được, mà bao giờ cũng sẽ phải dẹp hẳn về một phía để lấy bóng mát. Ngoài ra về việc lấy bóng mát, người ta có thể sử dụng giàn, chứ ít khi mà lại sử dụng cảm hệ cây. Thì nhiều khi là còn do diện tích và còn do về vấn đề thẩm mỹ nó có thể ảnh hưởng đến. Với căn hộ mà có diện tích rộng thì sân vườn họ cũng là sử dụng là tiểu cảnh nước này hay là bể bơi nữa. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết là dung hòa giữa mộc và thủy và cũng như là cách bài trí, thì chuyên gia có thể chia sẻ ạ. Ở những cái không gian tiểu cảnh nước đấy, chúng ta nhiều khi trong quá trình bố trí bể bơi và tiểu cảnh nước lại không để ý đến việc tiếp giáp không gian nào, tiếp giáp không gian bếp. Mà phía để bếp tuyệt đối không thể để bể nước và bể bơi và tiểu cảnh nước vây quanh ngay gần bếp. Bởi vì rất nhiều nhà là bếp dựa vào bể bơi, bếp dựa vào tiểu cảnh nước thì cái điều này nó rất là nguy hiểm. Bởi vì nhiều khi là do phòng bếp muốn là ăn uống ấy, view ra tiểu cảnh sân vườn thì đó chính là cái lúc mà rất dễ xảy ra cái tình huống bị sai phạm. Ngoài ra cũng phải nhớ rằng là những cái tiểu cảnh nước không bao giờ để là nước để không bao giờ có những cái hệ thống vận hành thì nó sẽ trở thành cái hệ thống thủy sinh khí. Thế khi thủy sinh khí để đúng chỗ thì không sao, nhưng để sai chỗ rất nguy hiểm. Ví dụ nó có các cái điều tối kỵ như sau: nhà tọa bắc hướng nam tuyệt đối không để các cái tiểu cảnh nước và bể bơi tại khu vực phía tây nam, nhà tọa tây hướng đông và nhà tọa tây bắc hướng đông nam tuyệt đối không để tiểu cảnh nước và bể bơi ở khu vực phía nam. Nhà tọa tây nam hướng đông bắc và tọa đông nam hướng tây bắc tuyệt đối không được phép để cái tiểu cảnh nước và bể bơi ở các khu vực phía đông và phía đông nam. Nhà tọa nam hướng bắc tuyệt đối không được phép là để tiểu cảnh nước và bể bơi ở khu vực phía tây và phía tây bắc. Thì cái điều này chúng ta phải rất cần phải lưu ý, nếu không là nó nguy hiểm, nó làm suy hết toàn bộ năng lượng của cả ngôi nhà, của cả mảnh đất. Còn một ý nữa đó là cái hướng để đi vào sân vườn. Vì nhiều gia chủ thì cứ nghĩ là cái hướng đi nó cũng không quan trọng bằng cây cối hay là những cái tiểu cảnh, thì chuyên gia có thể nói rõ hơn. Chúng ta cần lưu ý là khi chúng ta tạo ra những cái đường hành lang đi trong sân vườn thì chỉ cần cái đường đi nó không để cho cái đường đi nó để đâm vào trong cái mặt bằng nhà ở theo hình chữ T hoặc theo hình chữ Y. Vì như thế thì nó sẽ tạo ra những cái năng lượng xấu, mà chúng ta lát những cái đường đi cũng phải cố tình uốn lượn một chút, tức là khí trong phong thủy phải một chút hoành nhiễu. Thì dù có thể đi thẳng, chúng ta vẫn cố tình đi uốn lại thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Với việc mà chúng ta lại làm ra những cái đường đi nó đâm thẳng vào cửa chính, đường đi đâm thẳng vào cửa hậu là rất là kỵ, mặc dù là nhìn về hình thái có vẻ đẹp mắt nhưng mà nó lại rất là nguy hiểm. Hoặc là tạo những đường đi thành hình chữ thập ở phía trước mặt nhà và đường đi thành hình chữ thập ở phía sau lưng nhà đều là những biểu tượng rất xấu và đều đã có những hiệu ứng ở rất nhiều những cái ngôi nhà nổi tiếng ở trên thế giới về những cái sự vụ nguy hiểm xảy ra, thì nó đều có cái liên quan đến câu chuyện về đường đi sân vườn
hình chữ thập. Xin cảm ơn những thông tin mà chuyên gia Song Hà mang đến, và tôi nghĩ là trái đất thì đang nóng lên, mỗi một người dân chúng ta thì nên cố gắng trồng một cây xanh trong nhà của mình, không cần phải không gian quá rộng mới có thể trồng được, mà quý vị các bạn ở trong một căn nhà nhỏ, một căn chung cư thì cũng có thể gieo những hạt mầm xanh. Và ngày hôm nay những cái thông tin mà chuyên gia Song Hà mang đến thì hy vọng quý vị các bạn có thể tham khảo bố trí vào sân vườn nhà mình một cách hợp lý. Xin chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Phong thủy và cuộc sống.